Xin chào các bạn. Hôm nay, tôi xin giới thiệu với các bạn lý thuyết rất hữu ích trong quản lý, đó là thuyết góc khuất của Egan. Sử dụng thuyết này để phát triển các chiến lược làm việc với những người liên quan khác nhau vốn có thể ủng hộ hoặc cản trở kế hoạch thay đổi của bạn. Về tác giả, Gerard Egan là giáo sư danh dự của Đại học Loyola Chicago. Ông tốt nghiệp Học viện Loyola với bằng cử nhân nghệ thuật, bằng cử nhân triết học. Ông giữ chức vụ giáo sư nghiên cứu tổ chức và tâm lý học và giám đốc chương trình cho Trung tâm Phát triển Tổ chức của Loyola. Gerard Egan lập luận rằng những phương thức tiếp cận khác nhau cần phải được sử dụng để quản trị những người liên quan khác nhau trong tổ chức. Ông phân loại những người liên quan thành các nhóm như sau. 1. Đồng minh. 2. Người đồng hành. 3. Người trung lập. 4. Người khó kiểm soát. 5. Người chống đối. 6. Kẻ thù. 7. Người cùng phe. 8. Người không có tiếng nói. 9. Đối tác. Egan mô tả việc làm việc trong góc khuất như là một cách để giải quyết những người liên quan khác nhau vốn không thể dùng những thực tiễn vận hành của tổ chức để giải quyết. Những đối tác và đồng minh cần phải được giữ bên mình, trong khi những kẻ chống đối và kẻ thù phải bị làm cho mất tín nhiệm hoặc bị cho ra rìa. Những người trung lập và những người không có tiếng nói nên bị thuyết phục để đảm bảo họ không ủng hộ phe đối địch. Để áp dụng thuyết góc khuất của Egan, chúng ta thực hiện các cách sau. 1. Nhận ra vai trò của các bên liên quan trong thành công của sự kiện thay đổi. 2. Hiểu về chính trị tổ chức để tránh bị thao túng. 3. Xác định và nghiên cứu về các bên liên quan chính. 4. Xếp hạng các bên liên quan theo mức độ ảnh hưởng để tập trung vào họ. 5. Theo dõi sát sao và ưu tiên những bên liên quan quan trọng nhất. 6. Tìm hiểu cảm nhận của các bên liên quan về chương trình thay đổi. Giao tiếp ngoài công việc để làm việc hiệu quả hơn. 7. Củng cố đối tác và đồng minh khi triển khai thay đổi, chú ý những người chống đối. 8. Giám sát những người trung lập và khó kiểm soát để ngăn họ chuyển sang phe đối địch. Một số doanh nghiệp như IBM, Microsoft, Google đã vận dụng thực tiễn thuyết này để đạt được thành công trong quản lý thay đổi và phát triển tổ chức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để xem chi tiết nội dung, hãy quét mã QR hoặc click vào link dưới phần bình luận. Mời các bạn đón xem phần tiếp theo. Nếu thấy hay, hãy nhấn like, subscribe và share nhé.